là nó có cái gốc nguồn cội nguồn như thế này: Thiên Hoàng Địa Mẫu, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật Tổ Phật Thầy và mười phương chư Phật, là tam thập lục vạn ức nước thập nhất dạng cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, cầu hết Phật mười phương gia hộ cho thế giới bất chiến tranh tai họa đều tan mất hết, hộ cho bá tánh được thân tâm thường an lạc, đạo quả chóng duyên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bác canh hòa với máu gan, dân trời cũng thấu lời gian cho mình. Mũi tên dồn hết tâm thành, bắn vào đá cứng, tam tan thành như chơi. Như vậy là cái tấm lòng thành của mình phải nó có một quy lực dũng mãnh lớn lao vô cùng tột. Nên trong cái pháp môn Tịnh Độ của là ngày kia tu hành giải thoát đã nói, tất cả tấm lòng thành gom vào một niệm Phật, khi niệm ấy phát sanh rang dền trong trời đất, rừng mê phá sạch không, bể thảm lấp bằng mặt. Chỉ trong cái khoát nhiên thì rõ tam thế Phật. Cái câu niệm mà chí thành thông thánh, cái câu niệm mà hết lòng là dũng mãnh, nó sẽ đạt đến một cái mức là vô cùng quý báu luôn. Cũng như chỉ một cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tiêu tội 80 ức kiếp tội trọng sanh tử, mà ai hành được Nam Mô A Di Đà Phật bằng cái tâm thành chí quyết rồi đó, niệm chữ Di Đà lòng thành phát ra như cá trong nước Phật ngữ chúng ta rồi, như vậy là tất cả đều gom vào một cái niệm Phật đó đó, nghĩa là chỉ khải móng tay là mình đi tới Tây Phương. Bởi vì một câu niệm Phật mà chân thành thì cái phước cái đức nó sẽ che chở và nó tiêu diệt hết tất cái tội, nghĩa là tiêu tội 80 ức kiếp tội trọng sanh tử. Mà chúng ta niệm tới cái chỗ mà nhất tâm thì đâu còn tội lỗi gì nữa đâu mà phải bị khổ sở, phải không quý vị? Thành thử ra đạo trường sanh bất tử, các trò đã gặp nẻo. Đức Thầy đã nói mình đã niệm được nhập tâm. Thì ông Định Quan Như Lai là ông hành tu hòa thượng đó, ông nói hay thay, hay thay. Vậy chứ thầy ông không phải là Phật A Di Đà đó sao? Dù tiên, phàm, ma, quỷ, súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành thì sẽ được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Chỉ một kiếp một thôi, chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà thành công mỹ mãn. Thưa quý vị, để tôi nhắc lại một cái đoạn là ông thiền sư ngày xưa, mấy ông này là cũng là hiện thân của Phật A Di Đà xuống để nối tiếp giảng dạy cho chúng ta, để cho chúng ta là hiểu rành cái pháp môn Tịnh Độ. Thì thiền sư ông quên tên là để chút nữa nhắc lại. Thì một vị thiền sư này dạy pháp môn tu mà gọi là Nam Mô A Di Đà Phật, ngài cũng là một vị trong của Phật A Di Đà hiện thân đến. Thì một hôm ông có một ông đệ tử là ông vua. Ông vua ông một hôm nọ ông mới bạch với thiền sư. Ông nay bạch với thầy, ở trên thế gian bây giờ có ai mà tài giỏi như thầy vậy không? Thì ông thiền sư ông mới nói với vua, ông nói này, ở bên kia kìa có cái ông hành tu hòa thượng, cái ông đó là Đức Định Quang Như Lai ở trên cõi trời thứ mấy vậy đó, ông xuống dưới này, ông bây giờ là ông tên là hành tu hòa thượng. Thành thử ra ông vua nghe nói vậy thì ngày xưa cũng vậy, ngày nay cũng vậy, tất cả chúng sanh trên hoàn cầu thế giới này nghe nói vị Phật ở trên xuống là người ta rần âm mì rần rộ đến để mà giếng, để mà thăm, để mà đảnh lễ. Thì ông vua này nghe Đức Định Quang Như Lai xuống, nghĩa là ổng bây giờ là hành tu hòa thượng. Thì ông vua này ông thu xếp hành trang tử tế, ông nói để qua bên kia để diện kiến Đức Định Quang Như Lai. Thì ông bên kia dạy đệ tử rất là đông, những là đệ tử ưu tú không à, tu hành tinh tấn. Thì một bữa nọ ông mới qua bên kia đó, thì các vị mới ngưng công chuyện ngay chân lo đón tiếp vua. Thì lúc đó vua mới nghe là nói thôi thôi thôi, các ông vẫn tự nhiên làm việc tự nhiên đi,
để cho ta vô đảnh lễ Đức Định Quang Như Lai. Đó, thì mấy ông đệ tử lớn nghe thầy mình là hành tu hòa thượng hồi đó giờ, chứ mình có biết đâu là Phật Định Quang Như Lai xuống, ông đã hiện thân xuống đây. Đó, thành thử ra là để coi ông vua này ông làm sao. Thì ông vua này ông vô ngay cái bàn chánh điện, ông mới bạch với Đức Định Quang Như Lai. Ông nói con là danh hiệu ông vua gì bây giờ đó. Ông giới thiệu, giờ cái ông mới bạch với Phật. Ông nói thưa ngài Định Quang Như Lai, con đến đây để làm lễ ngài. À, thì ông Định Quang Như Lai là ông hành tu hòa thượng đó. Ông nói hay tay, hay tay. Vậy chứ thầy ông không phải là Phật A Di Đà đó sao, mà đi qua đây rảnh lễ ta là như vậy. À, thành thấy ra ông vua cũng nghe ông giật mình luôn. Ông nói vị thầy mình là Phật A Di Đà sao? À, nghĩa là vậy mà bấy lâu nay thầy mình giấu mình. À, ông nói thôi để nghe là làm lễ ông xong rồi dùng ăn uống xong rồi ông về, về để ông hạch hỏi thầy mình. À, thì ông về bển thì nghe tin thầy mình đã tịch. À, như vậy khi mà vị Phật mà xuất hiện, khi người ta hiểu biết rồi thì mấy ông nhập vào nét bàn, không còn ở lại thế gian nữa. Nếu ở lại thế gian chỗ đó đâu có chỗ mà chứa người ta, phải không? Thành thử ra ngài mới tịch diệt. Thì cái ngài tịch của ngài là Vĩnh Minh Thiền Sư, là Viên Thọ Đại Sư đó, đó là cái ngài vía ngài tịch của Phật A Di Đà. Thành thử ra vào lễ, vào mùa Tết này không biết là cái tháng mấy, ngày 17 hay gì đó, là ngày đó là ngày vía của Phật A Di Đà, mà ngày đó là ngày tịch của ông Viên Thọ Đại Sư. Nó như vậy rồi ông Viên lại Thọ Đại Sư này á, ông có bốn cái tứ kệ liệu giảng. À, tứ kệ liệu giảng đó là bốn cái pháp môn để cho chúng ta tu tỉnh á. Một là tu thiền định, tu thiền tông. Một người tu thiền, nghĩa là mời người tu thiền mà tu tỉnh đó, mời người tu tỉnh thì đắc có đức hết chín người, còn có một người rớt thôi. À, nghĩa là cái câu văn sao để chút nữa có thuộc tôi nhắc lại. Thì bây giờ cái tu thiền và tu tỉnh, nếu mà ai tu tỉnh đó là mười người đắc được chín người, chỉ có một người rớt thôi. Còn ai tu về pháp môn thiền, đó là tu mười người là rớt hết chín người, chỉ một người đắc thôi. Thì pháp môn thiền tịnh nó hai cái cách như vậy đó. Mà ai tu thiền và lẫn tu tỉnh, nghĩa là như tu thiền lẫn tu tỉnh là như hiện tại làm thầy người, vị lai làm Phật tổ. Nó tu thiền với tu tỉnh mà hợp lại là thành công như vậy. Còn nếu mà không có tu thiền mà không có tu tỉnh nữa thì địa ngục đêm ngày càng đau khổ. Nó, ý nói mình không có tu là mình tạo nghiệp ác không, thì cái địa ngục A Tỳ giữ mình hành tội không có ngưng, hành vô giác, nghĩa là không có ngưng nghỉ ngày nào chứ, nếu mà mình không tu thiền không tu tỉnh. À, thành thử ra có tứ kệ liệu giảng của ông Vĩnh Minh Thiền Sư, mà ông đó là hiện thân của Phật A Di Đà, nên cái ngày của ông là tịch diệt là cái ngày của Đức Phật A Di Đà, ngày vía Phật A Di Đà. Thì chúng ta đi lễ ngày đó là vía Phật A Di Đà, là vía ông Vĩnh Minh Thiền Sư. Nó thành thử ra ngày xưa tới bây giờ và sau này và vĩnh viễn, đó là cái bộ nguyện của Phật quá khứ hiện tại vị lai. Bây giờ không có Phật nhưng mà Phật đã ở kế bên mình, dạy chúng ta, mà các ngài đã nhập vào nét bàn nhưng mà đưa lại cho những cái người mà tu hành trên gánh là các ông sư, các nghe là giảng viên. À, đã ủng hộ các người đó để nói lên lời của Phật Pháp, nói lên lời của tổ của thầy. À, nhưng mà mình từng cúng lại từng nguyện nhất nhị tam tứ ngũ nam mô ngũ nguyện cầu, mình xưng mình là đệ tử của Phật Tổ và Phật Thầy. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội cho đệ tử, tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. À, như vậy là Phật đã hằng, đã thường, hằng hiện hữu hiện tại đây. Mà đó là ai? Bây giờ trở lại cái tâm của mình. À, tâm chúng mình là cái tâm Phật. À, tự tâm là Phật tánh.
rõ biết rõ ràng hằng hiện hữu, để chúng ta thấy được cái chỗ Phật tánh, chỗ Phật tâm là chủ nhân tâm, để rồi chúng ta tu tiến cho nó gấp rút trong một cái thời kỳ ngắn ngủi này. Chứ nếu mà chần chờ thì không thể kịp nữa. Niệm chữ Di Đà lòng thành phát ra, như cá trong nước Phật ngự trong ta, chim bay mô Phật thú chạy ma ha, tươi cười Di Lạc lặng lẽ Thích Ca, mưa tuôn luật tự sấm chớp Di Đà, cả trời Phật hiệu Phật đông hằng hà, Phật đầy nơi cực lạc, Phật khắp cõi ta bà, ai ngờ tỉnh ngộ tiếng cười liên hoa, cười liên hoa hiện ra hình ảnh khắp mười phương trong ánh thiên vàng. Niệm chữ Di Đà thuần rõ biết khắp trời đâu cũng Phật Như Lai. Như vậy thì chúng ta có Phật tâm Phật tánh, Phật cũ ngày xưa phải ráng tầm, mà bây giờ Phật mới Phật cũ gì nó cũng là Phật. Trình tử ra bây giờ chúng ta nghe theo lời thầy, đi đứng nằm ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Và tổ chỉ dạy cho chúng ta, nghĩa là cái thân này còn sống thì ngồi chẳng nằm, cái thân này chết thì nằm chẳng ngồi. Đây là đồ xương thịt thúi, sao luống lập phung phu. Nên chi chúng ta phải nhớ một cách rõ ràng bằng một cái tâm hồn, bằng một cái linh tánh. Nghĩa là Đức Thầy chúng ta hai mươi mấy bài chú thường niệm, Ngài gắn vào một cái trong sấm giảng của Ngài để cho chúng ta tụng niệm hàng ngày. Là trong đó có một cái bài như thế này: năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tương nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân đảnh lễ chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Nghĩa là trước khi cúng lại gì, chúng ta phải lấy một cái tâm chân thành để chúng ta đặt làm cái bổ nguyện, để rồi là nguyện cho nó thấu tới là chính tầng, thấu tới cái tâm của Phật, gọi là thần giao cách cảm, để cho Phật chứng cái lòng thành của chúng ta. Cũng như ở trong các nhà văn, ở trong một cái bài mà Chí Thành Thông Thánh của các nhà văn Phan Bộ Châu hay là Phan Châu Kinh đó, đã có một cái bài Chí Thành Thông Thánh là như thế này: bác canh hòa với máu gan, dân trời cũng thấu lời gian cho mình, mũi tên dồn hết tâm thành, bắn vào đá cứng tam tan tành như như chơi. Như vậy là cái tấm lòng thành của mình phải nó có một quy lực dũng mãnh lớn lao vô cùng tột. Nên trong cái pháp môn tịnh độ của là ngày kia tu hành giải thác đã nói, tất cả tấm lòng thành gom vào một niệm Phật, khi niệm ấy phát sanh rang dền trong trời đất, rừng mê phá sạch không, bể thảm lấp bằng mặt, chỉ trong cái khoát nhiên thì rõ tam thế Phật. Cái câu niệm mà Chí Thành Thông Thánh, cái câu niệm mà hết lòng là dũng mãnh, nó sẽ đạt đến một cái mức là vô cùng quý báu luôn. Cũng như chỉ một cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tiêu tội 80 ức kiếp tội trọng sanh tử, mà ai hành được Nam Mô A Di Đà Phật bằng cái tâm thành chí quyết rồi đó, niệm chữ Di Đà lòng thành phát ra như cá trong nước Phật ngự chúng ta rồi, như vậy là tất cả đều gom vào một cái niệm Phật đó đó, nghĩa là chỉ sải móng tay là mình đi tới Tây Phương đó. Bởi vì một câu niệm Phật mà chân thành thì cái phước cái đức nó sẽ che chở và nó tiêu diệt hết tất cái tội, nghĩa là tiêu tội 80 ức kiếp tội trọng sanh tử. Mà chúng ta niệm tới cái chỗ mà nhất tâm thì đâu còn tội lỗi gì nữa đâu mà phải bị khổ sở, phải không quý vị? Thành thử ra đạo trường sanh bất tử, các trò đã gặp nẻo. Đức Thầy đã nói mình đã niệm được, nhập tâm hiểu được cái câu Phật sự một cách vô cùng quý báu. Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng thọ, Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng quang, Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng công đức. Như vậy là còn gì mà không là giải thoát được sanh tử. Quả thế quý báu vô cùng. Thì xin thưa quý vị, hồi buổi đầu tôi có nói về cái phần mà cơ màu một chút thiếu qua một cái đoạn giảng của Đức Thầy đã nhắc để cho chúng ta nhớ, để mà chúng ta niệm Phật một cách chân thành, niệm Phật một cách mau chóng chân thành. Mà chân thành mau chóng nhất á, là gom vào một niệm Phật, mà gom vào một cái bản lai diên mục của chúng ta.
Phật cũ ngày xưa phải ráng tàm. À, thì nếu mà chúng ta niệm được như vậy rồi là đi đứng nằm ngồi, nghĩa là không bao giờ quên, mà tâm ta thông thả thảnh thơi, với một cái câu Đức Thầy nói miễn tâm được hư vô là tồn tại, qua tới một cái đời hết tất cả nè, tất cả tấm lòng thành gom vào một niệm Phật rồi là nó sẽ được giải thoát vô cùng tận. Nghĩa là hiểu được một cách chân thật quý báu qua một cái câu là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật được rồi, thì chúng ta sẽ giải thoát chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, dứt mê đồ, thoát cuộc luân hồi. Như vậy chúng ta không có còn phải nghe là khổ đau ở cái cõi trần thế, ở cái cõi ta bà này nữa. Thì xin thưa với tất cả bà con mình, thì giáo lý của Phật thì rất là siêu màu, mà chúng ta hiểu tới đâu thì tầm cầu cho tới đó, hiểu biết được cái đạo trường sanh bất tử của Đức Thầy rồi. Và Đức Thầy có nhắc nhở chúng ta thường xuyên trong cái kiếp sống này phải tìm cho ra cái chân tánh. Đó, nếu mà ai mà tìm được rồi thì nghe là rõ ràng sẽ được giải thoát không có xa, ở kế một bên lưng của mình, ở kế bên chân của mình, nghĩa là đạo giải thoát mình đã tìm gặp, ý là mình đã gặp ông Phật hiện tại. Một cái nhà giải thoát xưa kia nói như thế này: mấy chục năm qua cầu đạo thiết tha, giờ mới hay ra được Phật chính là ta. Thì bây giờ Đức Thầy nói về Phật đó, để cho chúng ta hiểu biết được. Bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni khi mới nghĩa là thành đạo, mà ngài nghĩa là mới sanh ra chưa thành đạo, thì ngài là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Đó. Mà khi mà thành đạo rồi, ngài nói lên một câu đặc biệt để cho chúng ta nhớ đời, là ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì ở trong cái quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa có cái ông gọi là Thường Bất Khinh Bồ Tát, thì cái ông này nói rõ để cho chúng ta biết, nghĩa là một hôm nọ ông muốn đi lại cứu cái ông trưởng giả kia, ôm cái bình bát như thế này lại cứu, nhưng mà ông trưởng giả này ông không có cái tâm đạo, ông không có cái duyên, thành thử ra không được ngài độ. Lại tính độ ông thì ông ôm cái bình bát lại, thì ông nhà sư, ông duyên ngoại kia chứ, ông xuất một len cước lừa, ông đổ vô trong cái bát của Thường Bất Khinh. Cái Thường Bất Khinh vẫn tự nhiên: A Di Đà Phật, mô Phật, tôi chẳng dám khinh ông, vì ông có tánh Phật, mai mốt ông tu ông sẽ thành Phật. Thì ông trưởng giả kia ông nổi giận lên, ông nói bộ ông khi dễ tôi hả? Cái ông quánh cho một cái len lên trên đầu, thành thứ cái đầu mình thì cái da mỏng, mà quánh len lên là nó chạy, phải chảy máu tuôn xuống. Thì ông cũng mô Phật, tôi chẳng dám kinh ông vì ông có tánh Phật, mơ mốt ông tu ông chế thành Phật. Thì ông lui ra, ông đi xuống mép dưới kia gặp đồng đạo, mời ông vô, mời dịch vết thương rồi cho ông xớt bát giữa cúng dường được cái giống đàng hoàng. Cái ông cũng nói: mô Phật, tôi chẳng dám kinh ông vì ông có tánh Phật, mơ mốt ông tu ông chế thành Phật. Thì các cái nhà đạo đức kia mới nói: đằng kia cái ông trưởng giả, ông đối xử với ông như vậy, ông quánh ông một len chảy máu, lại đây mấy anh em chúng tôi dịch vết thương rất bát rồi kia cho ông không cho ông là lành lẽ vết thương rồi rất bát rồi cho ông ăn gì, mà ông không có cái câu nào nó khác sao nói sao mà ông cũng vẫn nói y tin một câu như thế đấy. Thì hôm nay Hồng, để tôi nói cho quý vị nghe, ở đằng kia đó cái ông đó là sư phụ của tôi, đó, ông dạy tôi pháp nhẫn nhục, còn đó là lại đây mấy ông đây là sư phụ của tôi, dạy tôi pháp từ bi, mô Phật tôi chẳng dám kinh ông vì ông có tánh Phật, mơ mốt ông tu ông sẽ thành Phật. Bình đẳng hết, không có kẻ ác người thiện, ông đều có tánh Phật, ông này giữ hung cũng có tánh Phật, nhưng mà ông dừng lại ông tu thì ông sẽ thành Phật. Thành tới ra khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, ngài đã đạt hết nghĩa là lục thông, nghĩa là tam minh tứ trí, vì ngài đã đạt hết kết quả, và ngài có một cái công đức không thể nghĩ bàn, không thể đo lường được. Ngài được mới mười cái hiệu,
Như Lai ứng cúng chánh biên trì minh hạnh túc thiền thể thế gian giải thiên nhiên cư điều ngữ trượng phu thế tôn Phật. Và ngài có cái trí bát nhã gọi là thập nhị hiệu quang Phật, là ngài hãy biết hết tất cả năm châu bốn mươi hoàn cầu thế giới, không nơi nào mà ngài không biết không hiểu. Nó 12 cái nghĩa là đạo hiệu nhập thập nhị hiệu quang Phật là như thế này: vô lượng quang, vô đới quang, vô ngại quang, vô biên quang, nghĩa là không có ngần mé, không có danh giới, không có cái gì ngăn cách hay khuất lấp hay cái gì được hết trơn, bởi cái hào quang của ngài châm phủ hết. Cũng như hôm nay chúng ta ngồi đây mà nói chuyện đạo đức bàn luận như vậy thì Phật mười phương đều thấy rõ ràng, rành rẽ không sai được. Chúng ta nói trong bụng, trong lòng chúng ta dưới trần một tiếng niệm lên, mười phương chư Phật nghe rền như chuông. Người nào hiểu đạo rồi có dám sanh ra tà tâm, có sanh ra ích kỷ bọn thẻn tất cả gì hại nhân ích kỷ gì không? Chúng ta hiểu biết được rồi thì chúng ta sẽ làm y như từ bi hỷ xả của Đức Phật, thì chúng ta giải thoát hiện tại luôn. Phật là ta, ta là Phật. Thành tựu ra khi hiểu được một cách hoàn toàn, miễn tâm được hư vô là tồn tại, không có cái gì mà đổi được, không có cái của báo nào mà bằng, không có cái lớn lao nào mà đo lường được hết được cái tâm từ bi hỷ xả của chúng ta vô cùng, vô tận, vô hạn lượng. Xin thưa với tất cả bà con mình, ráng tu tỉnh, ráng niệm Nam Mô Di Đà Phật, vì đời đã tới. Đức Thầy đã nói hạ quân này đã hết đời, chiến tranh thứ ba giặc dịch tả hoàn cầu trái đất chuyển dây, chứ không phải nó yên ổn như thế này. Vì cái lý tam quân ở trong cái cuộc đời chúng ta đó, chúng ta ngồi ăn yên ổn đây là chúng ta có ngày chúng ta sẽ đói, chúng ta sẽ chạy lại. Đây là một cái lý tuần quần, không có sai khác. Mình ăn cơm no, mình nhớ người ta ngoài kia đang đói. Mình ngủ ấm trong chăn êm mềm ấm, ngoài kia người ta che chạy cất liều, hỗ trợ trăm bề. Người ta đói, không có cơm ăn, người ta đang đau, vô bệnh viện rồi là bác sĩ coi, không có tiền, ra ngồi ngoài mé hiên nó khóc, rồi nghĩa là nhiều cái cảnh nó không thể tưởng tượng. Bây giờ trong cái gia đình của chúng ta, nhà nào cũng có một cái cảnh riêng biệt, khổ đau đầy dẫy, không có ai mà yên tĩnh hết. Còn thân chúng ta thấy nó mạnh dạn đi đứng gì, xét lại xét nghiệm bác sĩ coi coi được mấy bệnh, từ 3 bệnh 5 bệnh lấy lên, không có dưới đó, khổ chúng sanh là vô cùng vô tận. Nên chi Nam Mô A Di Đà Phật là diệt khổ hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Thầy có nói trong sấm kinh để cho chúng ta biết: niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp, thiền từ thì dắt lại non bồng, niệm cho tà quỷ vậy thì gian gia. Nha quý vị, có nghe tôi khúc trước tôi kể một câu chuyện. Cái anh chàng này là đệ tử của Phật giáo Hòa Hảo. Khi cúng lại trong bàn thờ của quyền xong, đi ra ngoài bàn âm thiên, đốt hương cấm, đốt hương xá ba xá, quỳ xuống đọc bài quy. Thì bên này xuất hiện một ông hắc bạch. Ông bên này là bên này hắc là bên này bạch, là hai ông gọi là hắc bạch vô thường. Hai ông đứng lại nói cái ông tu rồi. Ông tín đồ với cháu Hảo nghe nói, nghĩa là bữa nay bắt ông này, mà bây giờ ông cúng hoài vì sao bắt. Thì ông kia nói với ông nọ: mình chờ ông cúng xong là mình sẽ bắt. Thì cái ông này ông nghe rồi ông cúng hết cái bài cúng của ông, là bàn ông thiên quay ra sau lưng, rồi tứ phương là hai bên. Khi cúng xong rồi chân mà hai ông vẫn còn đứng chờ, thì cái ông này ông nói: bây giờ mình nghĩ cúng là buông nhà là ông bắt liền á. Mới tính ở trong bụng, nói thôi bây giờ mình cúng xong mình ngồi xuống mình niệm Phật luôn. Ngồi xuống niệm Phật, cái hai ông hắc bạch vô thường bên ông này nói với ông kia, ông nói: bây giờ ông ngồi ông niệm Phật hoài vậy làm sao bắt? Ông nói: thì chờ chứ sao vậy. Cái chờ quá lâu, hình như nó hút giờ. Mấy ông còn đi làm phận sự nữa, đi còn bắt chỗ này chỗ kia chỗ nọ, giữ nó tới sáng rồi nó hết giờ sao được. Cái ông tới cuối cùng, cái hai ông mới nói: thôi bây giờ mình thả ông này bữa nay đi,
Giờ mấy ông đi nó tâm tử ra ông này bữa nay ông niệm Phật, ông cúng chín chắn mà ông niệm Phật nó là thành tâm quá quý rồi. Thì bây giờ nếu mà so sánh lại cái câu pháp môn niệm Phật của Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta, thì đi đứng nằm ngồi, bắt đầu mình đang đi ngoài đường mình cũng A Di Đà Phật, mình cũng niệm Phật, chỗ nào mình cũng niệm Phật, đi đâu mình cũng niệm Phật, làm cái gì mình cũng niệm Phật. Thì dù cho gặp quỷ không biết bao nhiêu mà hắc bạch vô thường đứng đó, nó cũng không dám bắt mình nữa. Niệm cho tà quỷ gì thì gian ra. Ở trong cái pháp môn niệm Phật nó có nhiều, rất là nhiều cái ly kỳ, một cái huyền diệu đặc biệt chứ không phải là đơn giản. Ngày xưa tôi có coi được cái cuốn mà Tây Phương Du Ký đó, ông đó ông đi có 6 ngày mà trở về thế gian này là 6 năm đó, mà ông đi tới cái cảnh cực lạc. Bây giờ mình nói chiết tính đâu ha, nghĩa là cô động lại, vì thời gian này nó cũng không có để mình biết đơn giản qua, nhưng mà mình sẽ biết nhiều hơn. À, thì một bữa đó ông đi tới cái thế giới cực lạc, gặp ông Phật A Di Đà quá thế lớn, hào quang sáng chói dày đặc, nghĩa là thấy một cái dần hào quang sáng trưng bằng một cánh màu vàng thôi, chứ còn không có biết cái gì nữa trơn. À, đầu óc choáng váng tối tăm luôn chứ không phải là đơn giản. À, cái ông mà hai ông bên Đức Phật A Di Đà, Đại Thế Chí và Quan Âm, một ông trong đó đó nhắc ổng, nghĩa là ngài hãy tĩnh tâm, ngài tĩnh tâm mày niệm Phật. Cái ông khóa tĩnh rồi ông mới nhớ, rồi ông mới tĩnh tâm rồi ông niệm Phật. Ông niệm Phật rồi cái lực vô trong mình ông Nam Mô A Di Đà, cái sáng nó lớn lên, nó từ từ nó lớn lên, rồi đầu óc ông bình tĩnh lại, sáng suốt. Rồi là ông niệm, nghĩa là một khoảng thời gian rất ngắn rồi thấy cái hình tướng của Phật Di Đà lộng lẫy luôn, trong 48 lời thở, trong 48.000 pháp môn, trong 48.000 lỗ chân lông, nghĩa là tía ra hào quang, mỗi của vị hào quang nào đều có vị hóa Phật, trong đó là tia sáng hào quang là khắp trùm vũ trụ nguyên một cái vùng đó. Chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật A Di Đà hào quang sáng tướng tá đàng hoàng, cái cảnh cái của cực lạc coi như nó quá thế huy hoàng luôn. Là nhờ cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà cái lực của mình nó lớn lên, cái hào quang nó tỏa ra, thành thử ra niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, niệm cho tà quỷ vậy thì gian nha, câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu hào quang ở trong mình của mình có gì Phật có nấy, Phật có gì mình có nấy, tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ. Nếu mình thực hành bằng cái chân thành là hiện đủ để cho chúng ta dẹp phá hết tất cả tà tâm. À, thành thử ra cái công đức của nó không thể nghĩ bàn. Người ta nữa Bảo Lục chàng tới nhớ cái câu niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi thì được Phật quá chứ thiền là Bát Nhã trước ta. Chúng ta chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật thôi, một dừng mây là Phật đưa rước ta lên trên như bằng thạch vững vững vàng. Niệm Nam Mô Di Đà Phật là chúng ta lên trên chót núi, chúng ta ngồi là ta dòm nước chảy bao la. Thì cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải nói là huyền diệu vô cùng vô tận, không có thể nào mà nói hết cái công lực của nó, bất khả tư nghị, bất khả thiết. Nà, thành thử ra chúng ta phải cố gắng. Đức Thầy dặn, rồi Phật mẫu dặn, tất cả các vị Phật đều dặn. Đức Thầy nói như thế này: đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi về tự gắt. Đức Phật mẫu vậy nè: trăn trở nhiều đêm thắt thởm hoài, lo cho sanh chúng đường mờ ảo, định chưa rõ thấu sẽ quanh co, biết bao lối rẽ vào ngõ tắt, bỏ phí công lao lỡ chuyến đò. Mình ngồi tại đây là mình cũng niệm Phật, uống nước niệm Phật, uống vào ăn cơm niệm Phật, chỗ nào cũng tu như vậy là Phật đầy trong mình Phật khắp cõi ta bà, Phật khắp nơi khắp cùng, ở chỗ nào cũng Phật ấy, thì chúng ta sẽ thành công mỹ mãn. Khi diệt tới, khi nạn tai tới, tất cả cái gì đều có Phật độ mình, che chở mình hết. À, cái này là lòng tin vững chắc để chúng ta tiến tới một cách đặc biệt, mình tiến tới cho người sau tiến tới, mình thành công cho kẻ khác thành công. Vậy thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, để tôi xin tạm dứt nơi đây. À, trước khi rời khỏi diễn đàn cũng không quên cầu chúc mười phương chư Phật và quay linh của tổ thầy đồng
nghĩa là độ cho hết tất cả bá tánh, nghĩa là tai qua nạn khỏi. Và năm thìn này chúng ta dù cho có cái gì chúng ta cũng vượt qua khỏi hết tất cả các tai nạn khủng khiếp mà thời cuộc mà thế giới đang đưa đến, để cho chúng ta gần với Phật, chúng ta nhớ Phật thường xuyên. Và thành tâm cầu chúc cho quý vị hưởng mùa xuân năm nay được là thành tựu mỹ mãn và phát tâm tu pháp môn tịnh độ, phát tâm tu đại thừa, để rồi gặp thầy tổ ở mai hậu. Và một ngày gần đây ông cha bị vị đức thầy đã hẹn, mà đức thầy năm nay cũng 105 tuổi, nghĩa là không còn thời gian xa nữa, và chiến tranh cái cuộc đời nó cũng sẽ tới kế một bên lưng. Nghĩa là những cái mình nghe thấy, đặc biệt cái trên cái xã hội hiện tại, rồi tất cả cái gì nó cũng đưa đến, thấu thiên cơ, đừng cho rằng ảo. Hữu hình đi trước là vô hình theo sau, hay là vô hình đã hiện trước thì hữu hình sẽ theo sau. Tất cả đều đến, đến cũng như là đức thầy sắp về, không có sai khác được. Đức Phật Di Lặc sắp ra đời, đức vua Minh Dương sắp xuất hiện, những cái thế chiến thứ ba hoàn cầu thế giới đều là phải thực hiện hữu hiệu hết. Cũng như xong tiền Mỹ Thuận bắt cầu thì núi cấm quá lầu lộ vẻ gần đây, hay là dựng cục đồng nhà Nam chói ánh cờ phất lên châu đốc núi Sam, các nước vô ngó thấy mà ham, thấy châu báu nhà Nam mê mết, danh giật nhau cũng là phải chết. Qua liền năm nước chật đàn, qua lộ dân giáo là máu tràn như sông. Đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ. Đổi ông cha, lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ Nam Bang. Trời xây Âu Á bốn phang, nước tràn bờ cõi. Năm thìn bảo lục, chết giáo con tràn yêu hết. Thì cái cảnh khổ sở, Phật tiên thần thánh đã dần chuyển, đã cho chúng ta biết hết tất cả. Nó sẽ đến, cái gì nó cũng sẽ đến, đến với chúng ta trên cái quả địa cầu đây. Là cái số tận của chúng ta cũng đã hết, cái quả địa cầu này nó cũng hư mục, nó cũng sắp sụp đổ. Đức thầy sắp về, Phật Di Lặc sắp ra đời, Phật Dương sắp xuất hiện để dựng nên cuộc đời thượng nguyên thánh đức cho tất cả chúng sanh năm châu bốn biển hoàn cầu thế giới, cho tín đồ Phật giáo bảo được hưởng một cảnh, nghĩa là cảnh thanh bình đất nước tại đây mà đức thầy đã hò hẹn. Đức thầy đã gian sinh hò hẹn ở trong giáo lý của ngài, hò hẹn Phật tiên hiện một ngày, một ngày thế giới hết bi ai, trung ương tam cõi điều hòa, mặt ta mới thảnh thơi trở gót hài. Thì một lời cuối cùng nữa, xin cầu nguyện ở trên gia hộ cho tất cả bà con được thân tâm thường an lạc, giáo lý được thấm nhuần và tinh tấn tu tập tu tiến, tu tinh tấn cho đến một ngày thầy trở gót. Đó là lời ước nguyện của chúng tôi, cũng như nghĩa là thường đêm cúng nguyện, tôi cũng cầu nguyện cho thế giới và bình vạn dân an lạc. Nhưng mà nó có cái gốc nguồn cội nguồn như thế này: Thiên Hoàng Địa Mẫu, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật Tổ Phật Thầy và mười phương chư Phật, là tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Còn hết Phật mười phương gia hộ cho thế giới bất chiến tranh tai họa đều tan mất hết, hộ cho bá tánh được thân tâm thường an lạc, đạo quả chống duyên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.